Chào tất cả mọi người, con tên là Du Tùng Lâm, học lớp 6 và 6. Học lớp 6 và 6 tại trường Trung học cơ sở Mậu Lượng ạ. Hôm nay con xin thuyết trình về sản phẩm đường lên đỉnh Olympia của con ạ. Khi bấm vào lá cờ xanh thì Doraemon sẽ nói xin chào và suy nghĩ và nói rằng sẽ giúp Nobita đạt 100 điểm toán ạ. Nếu chúng ta trả lời đúng nếu chúng ta trả lời đúng thì sẽ phát âm thanh đúng và nhân vật Nobita sẽ tiến thêm một bước. Các câu hỏi của game này đó là có những câu hỏi phép cộng và phép nhân ạ. Khi trả lời đúng một câu hỏi, nhân vật Nobita sẽ tiến thêm một bước ạ. Khi trả lời sai thì sẽ phát ra âm thanh sai ạ. Nếu mà nếu chúng ta đúng thì khi chúng ta đúng thì chúng ta sẽ chuyển sang phông nền khác và thì mà và chữ win sẽ hiện lên ạ. Chữ win hiện lên và thay đổi màu ạ. Nếu khi điểm chúng ta bằng 10 thì màn hình win sẽ hiện lên và khi điểm của chúng ta bằng âm 10 thì màn hình lưu sẽ hiện.
Khi nếu chúng Tức là trong nếu điểm cái bằng âm 10 thì sẽ con chia sẻ với các bạn là cái đoạn code nào mà con thích nhất trong cái sản phẩm này cô thích nhất trong sản phẩm này là đoạn cốt của nhân vật Doraemon à, bởi vì là con mất tới tận 1 tiếng để nghĩ ra. chỗ nào con, chỗ nào con phải tốn 1 tiếng thì để làm công việc đó không? Là phần nhân lại, bởi vì là con lúc đấy con cứ ghi cộng 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 rồi nó thành số to quá phải sửa các kiểu nữa, Rồi. cả phần thời gian với cả là điểm nữa rồi các kiểu mấy thứ này như thế. Rồi. Vâng. Con xong chưa? Thì xong rồi thì mình Xong rồi. chào. Đây là bài thuyết trình của con xin kết thúc ở đây ạ. Con chào tất cả mọi người, cảm ơn vì đã nghe. Rồi thầy cảm ơn cái bài thuyết trình của Tùng Lâm. Các bạn khác có cái câu hỏi gì dành cho Tùng Lâm không? Và những góp ý gì giúp cho Tùng Lâm? Rồi thì mời Hồng Quân đi. Dạ, con thấy là thỉnh thoảng bài của anh Tùng Lâm vẫn hơi bị lỗi. Chỗ nào con? Nói luôn cho. Cái chỗ mà màn hình Win với cả Lu sẽ à? Chỗ quên chỗ lưu là nó chưa có hoàn Chỗ thiện đúng đấy không? là cái chỗ đấy là do khi chuyển thành phông nền thì nó là bằng nó là liên tục chuyển thành phông nền rồi nên là nó bị lỗi liên tục liên tục mà kêu cái đấy. Rồi còn gì nữa không, Hồng Quân? Dạ hết rồi ạ. Rồi thầy cảm ơn phần góp ý của Hồng Quân. Thầy nhận xét của Tùng Lâm như thế này nha. Con phóng to lên đi Tùng Lâm. Thứ nhất là cái phần thuyết trình thì con cũng nói khá tốt, nhưng có lúc thì bị ngập ngừng. Như là mình chuẩn bị chưa có hoàn hảo lắm, có lúc con hơi bị ngập ngừng tí thôi. Mình nhìn chung thì con thuyết trình cũng rõ ràng. Về cái phần kiến thức lập trình thì con sẽ thấy con vận dụng khá là tốt. Con có sáng tạo thêm cái phép tính nhân. Như trong bài học thì thầy chỉ dạy cái phép tính cộng thôi. Con có làm thêm cái phép tính nhân. Và cái phần đấy như con chia sẻ thì cũng mất thời gian của con. Thì thấy cái phần đó là tốt nha. Thầy có góp ý thêm cái nữa là của con có 6 bậc thang thôi. Thì mình nên mình để điểm bằng 6 là thắng được rồi nha. Còn nếu như con muốn bằng 10 thì con thiết kế khoảng 10 bậc thang cho nó ăn khớp với nhau, thì cái người chơi người ta nhìn ra dễ biết hơn. Tức là từ cái lúc câu hỏi số 7, câu hỏi số 8, 9, 10 á, thì người ta không biết là trả lời biết bao nhiêu thì sẽ thắng cuộc ha. Tức là thì hơi khó hiểu chỗ đó ha. Nếu như con là làm mà đúng 6 bậc thôi thì người chơi nó là đi di chuyển từ bậc 1, bậc 2 cho đến bậc 6 thì người ta biết đến số 6 là chiến thắng ha. Rồi cái đó thì con có thể sửa lại rồi con nộp để gửi bài cho thầy sau ha. Vâng Rồi ạ. thầy cảm ơn cái bài thuyết trình của Tùng Lâm. Thầy chúc mừng con đã hoàn thành cái bài của mình.